Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là Tân đi chợ ngày 27 tháng 1 cô chú anh chị ơi. Hôm nay chợ thứ 7. Chợ thứ 7 mà vô chợ thiệt. Mấy tranh thủ đi sớm cô chú anh chị ơi. Mấy ngày này người ta mua đồ đám dữ lắm luôn nên đi trễ trễ mua đồ không có. Thứ 7 chủ nhật là mấy ngày này gần cuối năm là tiệc dữ lắm luôn. Ông ơi. Giờ đi kiếm đầu mực nãy giờ mấy cái món này thì mua chưa có được nữa. Thầy ơi, gì vậy? Không có đồ chơi vậy? Nào, chống lộng chống liễu vậy? Chống lộng liễu vậy? Có đồ gì đâu không chống? Mua gì được chưa? Tăng đâu ra hả? Mua gì được chưa? Trời ơi. Tăng hỏi sao chống lộng vậy? Gì đâu hết trơn rồi. Có ổng không? Có ổng không? Có vừa vừa vậy nó không biết lắm rồi. Đẹp thôi chứ nó biết. Nay giá nhiêu? 81. Lên hoài luôn cái thằng. Nay 301 luôn. Trời đất ơi. Trời. Ông về đây hả? Hả? Ông này hả? Đẹp luôn không biết. Chắc anh Bảo đưa anh Bảo lên đường anh Bảo ơi. Giờ này cái mực trứng đâu ra có cái này. Chợ không có đồ mà lại con cá này có con cá này cho ông chú này. Rồi ok. Sáu. Sáu mà không có đồ nữa, con đi nãy giờ luôn. Lấy hai con cho ông rồi. Dặn không gà cả tuần lễ cá ngon nhiều vậy anh Tân. Anh ơi có đuối 58 còn 22 rồi. Bò da là 8 con ký 2 phải không? Hiếm lên về được có 4 con, lấy 2 con đi. Bỏ vô cắt hứa giùm anh, dễ đầu. Mua đi, còn 2 con nè. 7 ký 4. Alo. 9 ký 4. Alo. Để ông nghỉ đâu mất tiêu luôn rồi. Trời. Ừ gì đâu á. Cái người nằm nay 3 ngày chưa có ai mua nữa. Lỗ luôn rồi đó. Bán kiểu đó là lỗ hết đó. Hả? Bữa nay thứ 7 ba không dặn hả? Không có đầu cắt ngang lấy đại đầu này đi chứ biết giờ mua đâu. Giờ nó không có là đấy đi mấy chỗ thứ 7 chủ nhật thường thường ít có người cắt ngang cái đầu lắm. Cái lắp này 48.000 hả? 48.000 làm luôn mà không làm là 45 á. Nang không vậy? Nang nay vừa là 28. Trời gì không có đồ mua luôn á. Trời. Bà Sáu bữa nay không có đồ. Bớt không vậy?
lộn cá thu nào cho mừng mừng nghe trời, kiếm cá thu nãy giờ trời thân vậy, cá thu bự á. Chiều tay luôn, không có một thùng một con ống, không có con lá nữa kìa, đi mua kìa. Rồi luôn, không có cá thu luôn. Rồi, bà tuột không luôn. Đâu? Nay giá nhiêu vậy vô? Hả? Tôm này cũng đẹp quá nè. Nay nhiêu vậy? Này là nhiêu? Này cái điều to hơn, này là kim. Bên đó nhiều 22, 20. Được coi gì đó mà đẹp đâu. Đã cho cái lá chơi đánh ra, cái lá tỉnh là đẹp. Cái này nó cũng có đầu cỡ nhiều nè. Lấy cái này đi, lấy cái này đi. Này nó đều thôi chứ nó không có bự mà bên đây. Nó hơi có lộng kim xíu. Đó, rồi, đều hơn nè. Lấy này bớt đồng đi Dung. Lấy này bớt đồng đi. Làm tôm khô hay dạng tôm lớn. Đây lộn nhiều quá. Cái đó đều đều hơn. Nào bán thì nó thiệt. Lấy cái này đi không ơi. Lấy cái này 10 kg đi. Không. Lấy tôm lớn này 10 kg. 10 kg lên. Kia nó lồng kia nhiều quá vậy không có làm tôm khô làm được. Làm đây làm 19 kg. 19 kg không? Chưa lấy mà, lấy không? Làm đi giờ này cũng 2 giờ hả? Một mấy 2 giờ xíu bà lấy.
Dung làm cho chị Phụng không rồi Dung làm cho tao mềm cho mà chính cái luôn. Đổ nó qua luôn đi. Lấy cái này để nó đều con đẹp, có hồng lớn. Quay quay sao mà nó bắt coi nó thấy thấy cái đồ mắt. Thấy chị Phụng là bà biết thế nào đồ nó sao? Biết đồ mắt rồi phải không? Đầu mắt lắm tâm đắc nó tùy bữa nó phải có một ngày nào cũng giá. Ông mua tâm đắc mà ông tưởng ông mua tâm thẻ à? Mua tâm đắc mà tưởng đâu tâm thẻ vậy, đội con bự vô. Nó bữa mua ông 180 mà ông la làng quá trời luôn đó. Ông nói làm ăn gì thắt đất. Không có. Lúc đúng rồi, nước nó rẻ, 180 là rẻ. 180 là tôm, nước bỏ bán cho tôm nó là rẻ đó, không nhắn á. Ủa, tôm em đó ơi. Cái dựa của cô bữa nay quá trời quá đất quá tải luôn. Tối giờ mà tận đi mấy vòng mà lúc nào cũng đông, về đi vô mua không được luôn. Dặn mà không biết có bắt được chưa. Ủa anh nãy giờ bắt chưa cá chưa? Dặn mãi giờ mấy tiếng đồng hồ chưa bắt được. Dặn mấy tiếng đồng hồ chưa bắt được cá luôn. Hôm nay là đắm đuối đúng không? Có mệt hả? À? Quá trời luôn. Bữa nay mà vô mấy cái ngày tiệc đám cưới đồ nhiều á, mấy người này xài cá mú nè. Cá mú cái tầm rồi cái trình rồi xài dữ lắm. Nay là dựa bán lính làm cắm đầu luôn. Giờ vô tự vô bắt luôn đi. Cái tầm bữa nay không có tầm lớn luôn nữa chứ, tầm có 2 kg thôi. Nay có cua có trái cua không? Cua thì nó không có trái, mà cua bự nó trái. Cua bự nó mắc hết trời. Này cua giá nhiều ạ, cua lớn này giá nhiều ạ. Lớn hả? Hay vậy á. Hay vậy là cua lại đấy là bự nhất đó không? Ừ. Cái này 410 ngàn. 410 hả? Nó không có em đi 5 tỷ luôn. Cua bự nhỏ thì nhiều lắm mà cua bự không có. Cua ba con này nhiều. Đâu
đâu có ai dặn đâu. Con này 50 con, này 380 cái kia. Đó, 50 con đó. Là 380. Ốc hương này lúc gà rẻ, ốc hương này lúc mà không có đồ là cỡ này là 550-600 ngàn thôi chứ gì. Lúc mà không có gặp Trung Quốc ăn á. Học cái tay vô đó kẹp chơi. Không vậy. Bữa nào? Rồi hôm nay Tăng tiếp tục đi chợ ngày 28 nha cô chú anh chị. Hôm qua thì không có đăng clip nên hôm nay đăng 2 ngày luôn. Cá mú ký mốt cái 2 này bữa nay 205 ngàn. Ngày không có lên giá. Bữa nay thoáng hôm qua hả con? Hôm qua thấy quá tà vu à. Tê tù à. Tê tù đơ. Ngày hôm qua giật quá trời giật luôn. 3 ngàn con muốn. Rồi. Trên đâu không? Mà làm thể nha. Dạ. Mà nó thể nữa là thôi. Chứ. Mà làm con cứ bà như vậy. Mà không dám nó thể nữa không? Dạ. Dạ. Mà làm thể mua nó không dạy mà có chờ. Dép giòn bữa nay là 115 ngàn nha cô chú anh chị. Nó trình đó 260. 25 con. Ông Thước bữa nay cũng 320 luôn hả? Ghê vậy. Có nghĩa là con nữa. Nó cắn 80kg. Lá nhỏ nhỏ nó còn miếng nhỏ nhỏ nó nhiều đó, căn hào thử mấy cái đủ cho đổ miếng nhỏ này mấy cái. Ôi. Hào đủ 8kg không? Nó đủ 8kg không? Hào thử coi. Này 320 luôn. Cỡ nhiêu ký anh? 8kg mấy hả? Chưa bì bắt con nó đi cho vô hồi thiếu à. Miếng nhỏ này nhiêu? Nhỏ này 8 viên mà. Để coi. Cua có một khô này mắc lắm luôn cô chú anh chị ạ. Nay biết nhiêu nữa. Nay giá nhiêu vậy? 90 anh ơi. Này quá trời giá. Lấy cho 6 kg rồi. Mẹ ơi còn cua không? Màu quá không? Này. Biết rồi 6 kg. 90 ngàn. Mùa nắng rồi mắc quá có trời. Cua nữa đó. Anh mới giờ này là làm cho mới hết. Tháng khô mà cua với ốc ốc đồ nó tháng khô nó mắc rồi. Ghê vậy. Qua Tết là 120-130 luôn hả? Tới 210 lần hả? Mua giờ anh đi ổng biếu lại ký khô gì khô trâu gắt bếp rồi thôi mua giùm ổng rồi khỏi ăn lại. Ghê. Ông anh ở ngoài quận 9 nè. Thôi mua giờ ổng đi giá cao quá không lấy luôn, mua giùm ổng rồi giao ổng giùm luôn. 210 luôn. Đó. Ơ cái này có mấy ký chạy? Đó, 9 ký à. 9 ký 6 rồi. Chơi luôn đi. 6 với 48 ha. Ờ, chơi luôn đi. Ông dặn 6-7 ký à. 210 hết á. Cá nhỏ cũng có 210 luôn hả? Con này ngon không ta? Quên con giá 1 rồi. Nói con nào ngon ta? Đây cá kia đi em ơi. Con này dẻo quá. Nè, bắt lạc, bắt lạc. Thắt lát xong. 101 à, nốt 101 cô chú anh chị.
cá là cá tự nhiên á, cá này nào ra mắt 250 hay 26. Chợ bữa nay không sớm mà hôm qua quá trời luôn, chợ hôm qua đi mua dành giật không. Chợ bữa nay chủ nhật mà không bằng ngày hôm qua chợ ngay chợ tiệc thôi chứ anh chị. Cái chả mà chị nói là cái chả này bữa nay 21 à. Cái chị kia chỉ mua cả lát giao 260 ngàn. Mà bà nói ủa sao quay 201 mà giao 206. Cái này là con cá liền đáng hay. Ừ, khát lát mà khát lát cơm phải mua khát lát xong hoặc là con cá nàng hai. Cái gì cá khát lát kêu là hôm qua chỉ mua khát lát mà chị không có nói cá nàng hai, em mua cá khát lát em giao giá đó đúng rồi. Tại chị nhắn không gọi, chị mua cá này mà chị nhắn cá khát lát thì em mua giao khát lát thì em giao đúng cá khát lát thôi, giao 206. Nhưng mà ngỏ nghe người ta lại đây ta mua, ta cũng kêu khát lát mà ta cũng kêu cá nè. À. Cá đúng rồi, cá nuôi á, ngồi giao cá sông, giao cá sông mắc phải rồi. Qua, tại chị nhắn không rõ nên mua, chị hiểu lầm. Chị nói ủa sao quay 201 mà giao giá vậy? Tại chị nhắn mua hắc lát chứ phải nhắn mua cái nàng hai mua giao chị 202. Ăn cá kia nó mềm hơn cá này. Cá này nó dai cứng. Cái này nó dai cứng. Dai cứng. Vậy hả? Cái này 85 ngàn này có chứ anh chị? 85 ngàn. Chả cá này là để dành mà pha pha rồi mấy người bán mà giá rẻ, giá 100 mấy, 101, 102 rồi đó. Đòi mua chả hát lát mà mua giá đó đó. Cái pha này vô nè, một lạng cá nàng hai pha vô này 9 lạng thì ăn ký, thì giá bán giá 101, 102 đó. Ai ham rẻ là vậy, không có đâu nha, không có cái gì rẻ hết rồi. Tiền nào của nấy thôi à, ai phân bì thì ta cũng nói cho biết luôn. Phân bì giá nói cho biết luôn. Ở đây người ta bán người ta cũng ngại chia sẻ là vậy luôn nữa. Tại vì tiền bán mua giá tiền nào người ta bán vậy à. Còn cái này không là 201 nè. Đó. Tôi thấy như vậy à, mua nguyên chất không pha luôn, cái này nào ra là 201. Còn con cá khát lát xong thì nó cũng cao hơn mấy chục ngàn ký lận. Đó. Cũng cái gì thấy bài trí nó cũng quá trời luôn, hoành tráng luôn, có chỗ gì thank you.
thấy bài ba con heo quay bự cho bá. Rồi hôm nay Tân quay đến đây kết thúc clip của chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mấy ngày này từ đây tới Tết là cá biển nó không có đồ nghe cô chú anh chị. Có ăn nhưng mà cá biển là nó không có nha. Đây vô nó vô đợt nữa là ghe tàu nữa nghỉ hết trơn rồi đó. Nghỉ Tết tại năm nào cũng vậy chứ qua gầm là đồ ít lắm. Cô chú anh chị có ăn thì mấy cái mặt hàng như ốc thì cũng còn. Mực Tết chứ cá thu rồi Tết thì nó bán ở chợ này thì bán quanh năm, nghỉ có đêm giao thừa thôi cô chú anh chị đó, thì ở đây bán quanh năm mà nghỉ một ngày một duy nhất thôi. Chợ thì ngày một vài vắng, ngày 30 Tết là còn như là bán bình thường nha cô chú anh chị. Còn Duyên Tân thì chắc làm khoảng 28-29 gì đó nghỉ. Rồi hôm nay quay đến đây cái clip của chú anh chị đi về.